lâu quá anh em mới gặp nhau. Ok, hôm nay cuối tuần anh em có cái chủ đề bàn luận về cái xe của Kha, xe con cưng ha. Tại vì Kha cũng đang chạy một cái dòng series 5 mà đời 2016, thì chắc có thể là do Kha truyền nguồn cảm hứng cho mình. Xe này là đời bao nhiêu Kha? Xe Kha là đời 2011. 2011 hả? Năm 23-2011. Nhưng mà nó có gì khác cái xe của Kha đang đi không? Nó khác cái là thằng này nó động cơ, nó là động cơ i6 hút khí tự nhiên. Còn xe của Khoa là động cơ i4 turbo. Tức nghĩa là cái động cơ kia là i4, còn này là i6 rồi. Đúng rồi. Vì nếu vậy thì nó sẽ hao nhiên liệu hơn của mình đúng không? Nó sẽ nói chung là nó không có hao hơn bao nhiêu hết, nhưng mà cái i4 chạy turbo thì nó sẽ tăng tốc sẽ tốt hơn. Thật sự đó giờ là Kha thích BMW từ hồi nhỏ rồi. Lúc mà mình thời mình còn đi xe máy đúng không? Thời mình đi xe máy mình, anh em mình còn đi xe máy mình chơi thấy, nhau. Mình thấy hả, mấy anh lớn đi chiếc Series 3 đồ nhá. Đâu Series 3 hay rồi cái 318 rồi i46 á. Đúng rồi. Thấy là mình ghiền quá, mình nhìn là mình mới muốn mua liền. Lớn lên là mình thấy cái dòng Series 5 này nó có sức hút không thể cưỡng được. Thật ra Khoa cũng đang chạy một chiếc Series 5, thì cái điều mà đem lại cho mình thích nhất khi sở hữu dòng BMW đó là cái cảm giác lái đúng không? Đúng rồi, cảm giác lái. Okay. Thể thao rất mạnh mẽ. Mình chính bản thân mình đi coi xe mẹ 2 lần, rồi cuối cùng cũng đi mua BMW 2 lần. Đó cũng là một trong những cái điểm mà mình thấy khá thú vị. Trước đây mình cũng đi một cái dòng xe Series 3, cái xe cũ Series 3. Nhưng mà mình đổi qua cái dòng Series 5 thì cái không gian nội thất nó rộng rãi hơn. Nó cách âm tốt hơn nè. Cách âm tốt hơn. Rồi động cơ cũng mạnh mẽ hơn, chạy nó đầm hơn. Sướng nhất là những cái cảm giác mà khi đi ôm cua lên những khu đường đèo đúng không? Ôm cua này nọ thì xe chạy rất là chắc tay, mình tự tin hơn. Thì Kha thấy là hiện nay cái xe của Kha thì cái ngoại thất Kha đã làm lại rất là nhiều đúng không? Mình làm cái gì Kha? Xe Kha thì cũng độ cũng nhiều đó, độ lên mâm 20 nè, thì độ phuộc hạ gầm nè, rồi độ body M5, rồi wrapping, rồi full những cái clip carbon này nọ trên xe. Nói chung là phía ngoài ngoại thất bây giờ cũng là tương đối là tươm tất rồi. Khoa thấy có chi tiết đèn nữa đúng không? Đúng rồi, Khoa nhắc Kha mới nhớ là có đèn Kha đã độ lên là đèn bi laser. Bô thì Kha là làm bô full cây. Full một cây luôn, từ đường ống, từ header ra tới mid-bay, rồi ra hết một cây luôn. Về cái phần nội thất ở bên trong, kết cấu bên trong thì xe này hiện nay Kha đã làm gì ở trong phần nội thất của xe? Thật sự là lúc lấy chiếc xe này về á, nó không có cái gì hết trơn á. Coi như xe này về phía trong á, thì Kha bộ màn hình nè, rồi nội thất bằng carbon nè. Tất cả những cái chi tiết ở đây là bằng carbon hết. Rồi cần số, vô lăng, mặt đồng hồ, loa Harman Kardon. Hồi nãy anh em mình đang chia sẻ về những cái ưu điểm của BMW. Vậy thì khuyết điểm nó nằm ở đâu? Khuyết điểm hả? Khuyết điểm. Bây giờ mình phải tìm điểm mình chê nó chứ. Khuyết điểm của BMW thì Kha thấy là nó về tới Việt Nam thì bị cắt option hơi bị nhiều. Tức nghĩa là không có full option đúng giống rồi. Như bản nước ngoài anh em đúng mình thấy rồi. Đúng không? Nó làm cho mình không có thỏa mãn được hết tất cả những cái option đặc biệt của BMW. Về mình phải tốn thêm tiền để mình lên những cái option đó nữa. Tức nghĩa là mình phải tốn thêm tiền để đúng mình rồi. Lên đồ chơi cho xe mình. Nếu mà một con mà full option mà về Việt Nam như thằng Series 5 đi thì có thể là nó sẽ tăng thêm gần cả tỷ nữa nếu như mà gọi là gần full option. Tức nghĩa là cái xe này hiện nay đang đắp vô gần cả tỷ rồi đúng không? Đúng rồi. Xe Kha đang đắp vô gần cả tỷ. Cũng không gần tới đó, cũng khoảng gần vô cái này là bí mật nha. Cái này là vợ không biết đúng không? tiết lộ là bao nhiêu rồi? Cái này con này Kha vào cũng khoảng 600-700 triệu rồi. 600-700 triệu. Wow, xe mình thì là mới có gần một nửa xe này thôi. Một cái điểm nữa mà mình không thích ở BMW nha. Mình đang so sánh thì có lẽ như BMW họ đi theo hướng thiết kế đó là bảo thủ, là bảo thủ. Họ không có thay đổi dạng như công nghệ hiện đại nhiều giống như mẹ
đúng không? Rõ ràng anh em mình thấy lên một chiếc Mac nó rất là sang, đặc biệt là trong phần nội thất của họ thì đi đèn rất đẹp, màn hình LED, full LED, rồi màn hình LCD, full LCD, tức nghĩa là họ đưa công nghệ vào nhiều hơn trong một cái xe. Có cái này nha, không biết là Kha có giống Kha không? Cái điểm nào trong cái khoang nội thất mà Kha thích nhất của BMW? Trong cái khoang nội thất này thì Kha đương nhiên Kha thích nhất là ngay cái chỗ người ngồi lái nè, ngay vô lăng nè, tức là vị trí người ngồi lái, vị trí người ngồi lái, vô lăng, đồng hồ với lại mặt màn tập hình, lô màn hình nó tập trung vào người lái hết, nó làm cho cảm giác mình giống như đang lái một chiếc máy bay. Đúng, công nhận Khoa cũng có cảm giác đó. Và đặc biệt là cái BMW anh em mình đang đi nó có tới 3 chế độ lái. Đúng rồi. Đúng không? Độ Comfort, Sport, Sport Plus. Khi mà mình mở chế độ Sport Plus á, thì nó sẽ tắt đi cái chức năng là cân bằng điện tử xe. Bởi vì nhiều người người ta đi, người ta tắt cái chế độ đi thì cái động cơ nó mạnh quá thì người ta sẽ dễ mất lái. Thì khi mà chạy cái chế độ đó thì đòi hỏi cái kỹ năng của người chạy thì phải cao. Thông thường đi trong thành phố thì Khoa hay để chế độ Comfort. Đúng rồi. Còn Kha thì Kha chạy chế độ. Thì trong thành phố thì mình cái nhất là mình sẽ tiết kiệm xăng và mình chạy tại mình sẽ dừng đèn xanh đèn đỏ nhiều thì mình không có để chế độ Sport được. Đúng thì rồi. Làm như vậy thì cái xe của mình lúc nào cái dòng tua nó sẽ cao hết, nó sẽ tốn xăng hơn và nó thoải mái hơn, nó nhiệt độ của xe nó tăng cao hơn. Đối với xe C5 anh em mình đang đi thì cái chi phí hàng tháng cái xe của Khoa thì đâu đó khoảng tầm từ 8 đến 10 triệu luôn cả tất cả chi phí bảo hiểm, chi phí về xăng, chi phí về tất cả mọi thứ thì chắc xe Kha cũng đâu đó khoảng cỡ tầm giá đó. Đúng rồi, thì Kha thì cũng phụ tùng thì Kha cũng có những cái giá tốt cho nên là Kha bảo dưỡng chi phí cho xe Kha thì tức nghĩa là muốn độ đồ chơi là qua gặp Kha. Đúng rồi. Không? Bởi vậy xe của Kha là bây giờ cũng gần như full đồ chơi gì chơi chung với Kha nhiều. Thật sự là Kha đã đi cái con này đã là 10 năm rồi. Thì coi như nó như là một cái cục cưng của Kha rồi. Đến thời điểm này sau 11 năm thì cái xe của Kha nó vẫn hoạt động ở một cái mức độ gọi là tốt nhất. Tức nghĩa là món tiền 2 tỷ mấy này mình bỏ ra nó rất là xứng đáng. Đúng rồi. Cho cái bà xã hai chiếc xế cưng này của mình. Vì trong tương lai mình có đổi xe không? Tương lai hả? Tương lai Kha sẽ đổi nhưng mà Kha sẽ đổi vẫn là BM. Vẫn đổi là BM. Mình Khoa cũng vậy, Khoa tương lai cũng có thể sẽ đổi một chiếc SUV của BM. Rồi cảm ơn Kha. Rồi. Hôm nay qua chở đi uống cà phê, anh em chia sẻ cái niềm đam mê về một chiếc xe BMW. Bản thân mình cũng sở hữu BMW và đây là một cái cộng đồng mà anh em mình có thể chơi chung nhau rất là vui. Anh em mình cũng là trong hội BM mà đúng không? BM Sài Gòn. BM Sài Gòn, mình còn sở hữu luôn mô tô của BM nữa. Coi như là tín đồ BM rồi. Tín đồ BM luôn.